Chào các bạn nha. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách claim nhận được 20 đồng token Solar Spec. Một số thông tin về đồng token này: số tổng cung phát hành là 37 triệu, đã có 1.120 tập khoản holder và đã phát sinh 2.718 lượt giao dịch nhé. Rồi, đầu tiên các bạn truy cập vào link website claim.drop.net. Link truy cập website được mình ở phần dưới mô tả của video nhé. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm theo hai bước dẫn trên website giúp mình. Bước 1, các bạn sẽ chắc con chắc. Các bạn có thể sử dụng nút copy contract name ở đây. Sau đó các bạn quay sang ví MetaMask hoặc ví chốt direct của các bạn nhé. Các bạn thêm địa chỉ token này vào ví cho mình. Ký hiệu SRS token 18. Các bạn nhấp tiếp theo và nhấp thêm token. Sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website claim.drop.net. Truy cập vào bước 2 để nhận token. Cái link rút gọn đây. Rồi nó mới sẽ mở ra cái link website chính để mình nhận token. Các bạn các bạn nhấp vào đây cho mình nhé. Yêu cầu đang drop đây. Thì ở đây các bạn có thể bỏ ra số vốn nhỏ là 0.05 BLB mua cái đồng token này để hold và kích chữ lâu dài chờ được cơ hội nhiều lần tài khoản từ sau này. Còn nếu các bạn cần làm, các bạn nhấp vào phần này nhé. Yêu cầu 20 Lam 20 SRS, các bạn nhấp vào đây. Thì nếu có kết nối với ví, các bạn nhấp tiếp theo và nhấp kết nối. Khi ra là 0.000605 BLT, các bạn nhấp xác nhận cho mình. Rồi giao dịch đang được xử lý. Các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website của Lam Aerodrop chính nhất nha, để cập nhật những dự án, những phí, phần thưởng token mới nhất trên đường mạng Binance Smart Chain. Còn nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch Binance, bạn có thể vào đây đăng ký để hưởng 20% phí giao dịch trọn đời. Và nhiều tài khoản giao dịch các sàn khác, các bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách claim nhận được 20 đồng token Solar Spec. Các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.